cưng xỉu với biểu cảm của chiếc chó khi bị sen hù đuổi khỏi nhà vì ăn nhiều. Đang vui vẻ cái tự nhiên con sen nó đòi đuổi mình ra khỏi nhà vì mình ăn lầm ăn lốn của nó. Nghĩ lại mình cũng có ăn cái gì nhiều đâu, mình mập là do cơ địa chứ có phải là do ăn nhiều. Tưởng nó nói giỡn thôi, thế mà nó nỡ lòng nào gạt tay mình sang một bên, bảo đi dọn hành lý vali ra khỏi nhà đi. Ơ, thế là sen đuổi em đi thật à? Lúc này thì trong lòng hoảng loạn lắm rồi. Nghe câu sen đuổi đi là nước mắt lưng tròng sắp khóc tới bến cho con sen nó coi. Ăn ngủ chung với nhau mấy năm trời, bộ không có miếng tình cảm nào hay sao mà đòi đuổi người ta đi chỉ vì ăn nhiều. Thế mà ngày xưa bảo chỉ cần ở nhà thôi, sen nuôi tất. Nói chứ người ta khóc tới nơi rồi đây nè, bắt tay làm hòa, đừng có đuổi người ta đi nữa nha sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.